Quý vị thân mến, mặc dù số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang có xu hướng giảm, cũng như là tỉnh đang tổ chức chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn với hơn 100 điểm tiêm trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất có thể, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, ngày 12 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định tổ chức xét nghiệm tổng sàng lọc SARS-CoV-2 trên diện rộng, triển khai đến từng hộ gia đình, khu nhà trọ, các ấp, khu phố, công nhân trong và ngoài khu công nghiệp để kịp thời phát hiện, tách F0 ra khỏi cộng đồng, tiến hành khoanh vùng, cắt đứt nguồn lây, bảo vệ và mở rộng vùng xanh an toàn dịch bệnh. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai đợt tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh. Số lượng mẫu ước tính tổ chức lấy là gần 396.000 mẫu, trong đó khu công nghiệp là gần 34.000 mẫu. Theo nguyên tắc lấy mẫu, những khu vực có nguy cơ rất cao vùng đỏ và nguy cơ cao vùng cam sẽ áp dụng test nhanh kháng nguyên để kịp thời phát hiện, test nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR, xét nghiệm mẫu gộp 10. Đối với các khu vực nguy cơ vùng vàng và khu vực bình thường vùng xanh, chỉ lấy mẫu xét nghiệm PCR, xét nghiệm mẫu gộp 10. Tuy nhiên, nếu trường hợp khu vực lấy mẫu thuộc vùng vàng vùng xanh phát hiện người có triệu chứng nghi nhiễm như sốt, ho, sổ mũi, sẽ được test nhanh để xác định sớm nhất. Toàn tỉnh Tây Ninh có 94 xã phường thị trấn thuộc 9 huyện thị xã thành phố. Trong đó, thị xã Trảng Bàng và huyện Dương Minh Châu được xác định là tâm dịch. Theo phân loại đánh giá hiện nay, Tây Ninh xác định có 20 xã phường thị trấn nằm trong vùng đỏ, nguy cơ rất cao, 15 xã phường thị trấn nằm trong vùng cam, nguy cơ cao, 36 xã phường thị trấn nằm trong vùng vàng, nguy cơ và 23 xã phường thị trấn nằm trong vùng xanh, bình thường. Tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh hiện đã ghi nhận 4.003 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Quý vị thân mến, kinh nghiệm của ngành y tế cho thấy việc mở rộng xét nghiệm sàng lọc test nhanh tại cộng đồng là vô cùng quan trọng, qua đó chủ động nắm bắt tình hình, khoanh vùng, khống chế dịch bệnh. Điều đó có nghĩa là thay vì cứ truy đuổi F0 trong vô vọng, tỉnh Tây Ninh đã đặt trọng tâm xét nghiệm nhanh nhằm khoanh vùng đúng, trúng các ổ dịch, tăng cường truy vết, khoanh vùng và bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì việc xét nghiệm tổng sàng lọc SARS-CoV-2 rõ ràng là công tác vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc phát hiện toàn bộ các ca F0 đưa đi cách ly, điều trị, từ đó thì cắt đứt chuỗi lây nhiễm trên địa bàn, góp phần ngăn chặn dịch bệnh trên toàn tỉnh. Và tại tỉnh Bắc Ninh là một thí dụ điển hình cho điều này. Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp có số lượng người lao động và mật độ công nhân cũng như là dân số ở mức cao. Ngay khi Bắc Ninh xuất hiện những điểm dịch COVID-19 đầu tiên, tỉnh đã kích hoạt đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó thì có việc thần tốc truy vết, xét nghiệm các đối tượng liên quan để kịp thời có biện pháp ứng phó. Thế nhưng để chiến dịch này thành công thì cần sự hợp tác của người dân cũng hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là nhân tố sống còn cho kế hoạch xét nghiệm tổng sàng lọc SARS-CoV-2. Đó là trong 36 giờ đồng hồ, khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, người dân cần nghiêm chỉnh thực hiện giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đấy, gia đình cách ly với gia đình, ấp khu phố cách ly với ấp khu phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Khoảng thời gian 36 giờ đồng hồ là thời gian để virus SARS-CoV-2 nếu có trong môi trường sẽ không còn trung gian để sống và truyền bệnh. Nếu trong thời gian 36 giờ đồng hồ vẫn còn giao tiếp thì nguy cơ mầm bệnh ổ và lan truyền vẫn còn. Quý vị thân mến, quyết tâm của chính quyền tỉnh Tây Ninh là trong 36 giờ sẽ phải cắt đứt virus SARS-CoV-2 nếu có trong môi trường và trong các ca F0 đang còn lẫn trong dân. Vì vậy, Tuyết Vân một lần nữa xin được nhắc lại, người dân hãy chủ động, bình tĩnh cùng với chính quyền tham gia giãn cách xã hội với tinh thần ai ở đâu ở yên đấy. Chỉ cần ở nhà và thực hiện đúng các quy định 5K là mọi người đã giúp cho chính mình, gia đình mình và cả cộng đồng giảm thiểu tối đa cho đến quét sạch căn bản mọi nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Vâng ạ, hãy chung tay cùng chính quyền trong 36 giờ để tất cả mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Đó chính là trách nhiệm và là quyền lợi thiết thực cấp bách mà chúng ta phải làm bằng được. Và chúng tôi cũng rất mong người dân hãy tin tưởng và đồng hành cùng quyết định này vì mục tiêu cao nhất là an toàn qua đại dịch.
mỗi người dân Tây Ninh hãy là một chiến sĩ chống dịch để không ai sẽ là F1, F2, F3 khi không còn ai là F0 nữa.